Vàng, anh chúc em sinh nhật vui vẻ. Ok, thank you Hoàng Nguyễn nha. Cảm ơn anh em nha, hôm nay sinh nhật tôi à. Úi, đấy đôi khi đông anh em này nó còn vui hơn. Ừ, là mẹ mày đợi Facebook nó bảo: ê Vàng, hôm nay sinh nhật mịn. Ê, Facebook chúc mừng. Thế, trẻ đi đây, bye bye Vàng. Ở lại sinh nhật vui vẻ nhé. Group loài vàng và những người bạn đấy, anh em có thể tham gia. Anh em sẽ search ở trên đây là loài vàng và những người bạn, đây là cái nhóm của tôi. Thì trước tiên là cái nhóm này tạo ra nó cũng mục đích để anh em đăng như kiểu funny hay các thứ thôi, nhưng mà tôi mới tạo nên tôi chưa có người kiểm duyệt. Thì đây nó là những cái bài đăng, đôi khi nó đăng nhiều quá nó cũng làm nhạt á, một số bài đăng nó không vui thì nó sẽ làm nhạt nên. Xong cái buổi livestream hôm nay tôi sẽ bảo vào. Ok. Đăng bài nó phải một là khấm, hai là bựa, ba là highlight. Ừ, những cái bài đấy nó mới được duyệt thôi, chứ nếu mà đăng liên quan đến mình thì chắc chắn là không. Trước tôi bảo nó không để ý, mẹ mấy lần nó vào hội Đức Chúa Giaso nó đăng bài vàng mặc cặc, mẹ nó mặt mình như này nó dám bảo mẹ vàng mặc cặc. Chào anh em nha, cảm ơn anh em nhiều. Hôm nay tính làm vlog nhưng mà thôi, tôi bảo mùa đông tôi làm vlog là hợp lý nhất. Cái mùa đông nó, thứ nhất không khí nó ổn, thứ hai tôi cũng hơi gầy á, tôi cũng thích mặc áo mấy nữa, mấy cái áo khoác trông nó ấy hơn. À lá chắn à, tí nữa ta dùng quy flash thiêu đốt. Ôi ôi bịt mẹ nó né quy rồi, ui chết này, con lợn này. Vãi lá chắn ạ. Một cu lửa trong các cu lửa. Ăn phát bài mẹ mày hất tung quả đấm chết luôn. Anh em biết làm như nào để giảm ping không á? Cái server mình đang chơi thì nó do mạng mình mua. Ừ, nó do mạng anh em ạ. Mạng của mình 500 một tháng nên là ping anh em thấy đâu cần giảm ping đâu. Nhưng mà qua Hàn Quốc vẫn cần giảm. Quay lại đi, e lên. Đừng làm thế. Ê ôi. Ôi, toàn cuối này mấy ông này. Chết rồi. Hay, tắm mắt đi. Mình có thể giết em ngoan được. Mừng sinh nhật cậu Vàng. Chớ có ăn bản được. Thank you XTV nhỉ.
Nhưng mà không cần phải nói thế, ta biết giữ ý đâu là điểm dừng. Chả biết nói đầu hàng. Bạn sinh năm bao nhiêu á? Mình vừa sinh hôm qua nhưng mà hôm nay mình tròn 20 lồi bánh chưng rồi. Chào anh em nha, chào mọi người, cảm ơn anh em. Hôm nay sinh nhật mình đúng rồi à? Hôm nay sinh nhật tôi live stream buổi sáng, tối tôi đi ấy rồi, tôi đi có việc. Không phải là có việc mà tối tôi đi ăn cùng anh em nên tôi không có live stream được. Đại khái tối bận đấy. Hôm nay tôi tính live stream buổi tối mà không ấy à. Tôi đi mời chúng nó đi sinh nhật cứ như kiểu đi mời cưới á, thiệp từng cái một. Sau này khi nào tôi cưới tôi mời mẹ mày toàn thể anh em ở trên một cái. Đi phát tiệc cưới. Rồi khi nào có con chúng ta hãy cho nó như kiểu là phim gì nhỉ, Si Ba. Ừ đúng rồi. Không không phải Si Ba, chết nhầm. Mẹ vua sư tử nó tên là Si Ba. Nó tên Si Ba mà, đúng rồi mà. Sau đó chúng ta mẹ mày đứng lên tầng 5 bế con mình. Địt mẹ đứng ở dưới cả một đống người đứng nhìn mày điên à. Mày điên à. Ôi mẹ mày nghĩ mà phơ phạch mày không. Nói thế thôi. Ở ngoài tôi ấy lắm mà. Mày không gặp tôi ở ngoài mày không thấy tôi khác trên đây lắm. Tôi đã bảo rồi, hai thế giới vàng của anh em chỉ xuất hiện trên màn ảnh thôi. Còn ở ngoài đời tôi không phải là vàng. Tôi là Tùng Cua Te 6 múi. Tôi không thắc mắc là sau này nếu mà tôi chuyển qua tôi làm vlog á, rồi thì liệu. Tôi chả biết nữa, khi tôi chuyển qua làm vlog thì nó không phải là con vàng đâu, rồi nó là thằng Tùng á. Nít nó hộn hộn là gì nhỉ. Nít nó thì mày theo ai đi PK mày ra xô đứng trước mặt cấu gì ở trước PK sau. Tuy chúng mới lao vào xong rồi mình chói sập đam. Thằng này toàn chói trước xong rồi combo tùm la tùm lum. Đây 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 đây. Ây sao không cho tao, biết thế tộc biến kẹt. Hút nó hút nó. Ui xin mạng. Ôi được 220 vàng. Ê game này lại nguy là đấy, nhiều khi game nó dễ. Nhiều khi game nó dễ vãi á, mà nhiều khi game nó khó. Chết rồi, chết rồi. Tôi có ấy mà. Đâu bé đâu mấy ông, tôi có fan nữ mà. Đáng yêu lắm á. À, nhưng mà không đáng yêu bằng Ly. Tôi nói trêu thôi. Yêu cái lồng. Chúng nó hay gọi tôi mẹ mất dạy lắm mấy ông ạ. QFT chúng nó toàn trêu tôi địt mẹ mày. Quét sân trường. Cái đậu ma đó mẹ mày, tên của tao mẹ mày. Như vậy mà mày sân Tùng còn phải lấy của tao mày. Quét sân trường mẹ. Game này xong còn Trinh để lại banh kinh kèo 1 mét. Game này xong lại còn lại. Ôi. Ui. Ui. Game này còn Trinh được. Ui. Nhận kèo. Nhận kèo. Ok ok. Ôi thế thì mẹ mày đơn giản lắm. Riêng chuyện giữ Trinh của vàng thì thôi rồi ôi. Này. Giữ Trinh á. Cái này cứ phải tìm đến mình thật đấy. Tôi đánh nhau xô giữ Trinh từ trước đến giờ là mình như ai nữa. Anh không ngáo đá phát thôi là giữ Trinh ngon ngay à. Tôi bắt đầu nhận ra tôi bị cận ở năm lớp 10. À đâu, năm lớp 9 lên nào, lớp 9 đúng rồi. Tôi nhìn lên bảng tôi không còn thấy chữ nữa. Xong tôi cũng chả ghi chép gì được. Lúc nào tôi cũng phải ngồi cuối lớp. Xong càng ngày tình hình học càng xa suốt. Thời đây chúng nó mẹ chủ ấy lắm mấy ông ạ. Chúng nó kiểu giống nhau clip chủ tịch giả vờ á. Lúc mất dạy luôn một lũ á, chứ không phải đơn giản đâu. Kiểu những thằng học giỏi luôn luôn được mọi người tôn vinh, còn những thằng học dốt được cho như kiểu mẹ mày dạng như này. Tôi không biết nữa. Rác chẳng hạn. Đến giờ gặp nhau thì nó lại bảo cậu còn nhớ tôi không? Bạn còn nhớ mình không? Rồi, không mất Trinh. Nhớ đeo gì? Tao nhớ mẹ mày cái vụ quả óc chó mày đeo cho tao mẹ. Thế tao nhớ cái đấy thôi. Quả óc chó không cho mẹ. Nghĩ mà cay. Bây giờ mẹ mày mua cá một, mẹ mày tuyệt cả rổ. Tao vừa ăn vừa dẫm. Vừa mẹ mày ngồi lăn đít. Cứ nhắc đến vụ óc chó là mình mẹ mày cảm thấy thích chế.
tôi đang ngồi đợi này. Để tôi xem lại bạn donate bạn ấy. Từ từ đó, tôi nghĩ là tôi nên đi đeo kính ở để nhìn cho nó rõ nhé. Ok, đợi tôi chút nha, tôi đi đeo kính mà. Kính đâu ấy nhỉ? Được rồi anh em. Đây, tôi có kính đây rồi. Sao? Cái bạn vào đây donate cho mình là... xem này. Nguyễn Tiến Trường. Nguyễn Tiến Trường, đây tôi có thấy Nguyễn Tiến Trường. Bạn Nguyễn Tiến Trường đây. Em Nguyễn Tiến Trường. Đấy. Đây, chúng ta chờ đợi Trường gửi 1 triệu đã xong chúng ta chơi tiếp. Đợi tôi chút nha. A few moments later. Tôi xin lỗi. Nah, thực ra tôi quen rồi à. Không sao à. Không sao mày không? Chỉ là ấy thôi mà. Chỉ là boom thôi mà. Không sao đâu, không sao đâu. Tao vẫn ổn mày không? Rồi rồi, tôi đi cất kính nhá. Sinh nhật chúc hà hân y ta. Sinh nhật chúc hà